Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ rất là đặc biệt. Vâng, chỉ cần nhìn thôi các bạn thấy đặc biệt rồi. Mẫu đồng hồ này của thương hiệu Arnold & Son, có tên là Time Pyramid. Và tại sao lại có cái tên như này? Bởi vì thiết kế của chiếc đồng hồ này theo hình tam giác, bạn thấy đây này, giống với thiết kế của kim tự tháp. Và đó cũng chính là lý do mà chiếc đồng hồ có tên như vậy. Tôi sẽ lướt qua về vỏ đồng hồ bởi vì tất cả những cái chi tiết đặc biệt nhất, ấn tượng nhất của chiếc đồng hồ đều nằm trên mặt số cả rồi. Bộ vỏ đồng hồ thì khá là lớn, đường kính 44mm, nhưng mà bên cạnh đấy thì lại không quá dày. Các bạn thấy à, bộ máy chỉ dày 4,4mm thôi, mà chiếc đồng hồ này chỉ dày khoảng 1cm. Và bộ vỏ thì được đánh bóng, và thiết kế thì rất là quen thuộc cổ điển thôi. Nhưng một thứ đặc biệt đó chính là núm chỉnh giờ. Nó lại không nằm ở góc 3 giờ thường thấy, mà nó lại nằm ở dưới như thế này. Và để đảm bảo cái độ đối xứng tuyệt đối của chiếc đồng hồ thì núm chỉnh giờ cũng được chỉnh về góc 6 giờ. Vâng, có thể thấy là chiếc đồng hồ cả mặt số, cả bộ vỏ được thiết kế đối xứng tuyệt đối luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần đẹp nhất, phần thú vị nhất của chiếc đồng hồ. Đó chính là mặt số. Các bạn thấy mặt số được thiết kế khá đặc biệt, phô bày tất cả bộ máy bên trong, và kể cả bộ máy cũng được thiết kế rất là đặc biệt nữa. Thông thường bộ máy sẽ được thiết kế hình tròn, nhưng mà ở đây chúng ta thiết kế hình tam giác. Và với thiết kế như thế này, tôi gọi đây là một lớp học mà Arnold & Son muốn dành cho những người yêu đồng hồ. Bài học thứ nhất đó chính là về thời lượng cót. Chúng ta có hai hộp cót ở hai bên, và nối với đó là hai cái cây kim chỉ thời lượng cót. Và hiện nay thì mỗi cây kim chỉ một hướng, nhưng mà theo thời gian thì cái dây cót bên tay phải này sẽ truyền năng lượng lại cho dây cót bên tay trái. Và khi cái kim cót này đi xuống thì kim cót bên này lại đi lên. Đó là cơ chế truyền năng lượng bên trong bộ máy cơ học. Và bài học thứ hai đó chính là về hệ thống bánh răng ở trong đồng hồ. Như bạn có thể thấy ở đây, đây là chính là bánh lắc. Và nối bánh lắc đó là bộ thoát, nối với bộ thoát lại là kim dây. Và cái bánh răng đầu tiên nối với bộ thoát đó chính là bánh răng kim dây. Và bạn có thể thấy là bánh răng kim dây nối thẳng với kim dây ở trên đây, rất dễ hiểu. Và sau đó là một cơ số bánh răng nữa. Thông thường thì hệ thống bánh răng trong đồng hồ cơ học sẽ có 4 bánh răng chính, nhưng mà những cái bánh răng đó được ẩn đằng sau rồi, chúng ta thấy một bánh răng kim dây thôi. Vâng, về thiết kế thì chúng ta có thiết kế hình tam giác quá đặc biệt rồi. Và tất cả những cái kim, kim giờ, kim phút, kim giây và hai kim xăng này đều được hoàn thiện nung xanh. Thực sự thì tôi không khoái thiết kế nung xanh lắm, bởi vì những kim này rất là mảnh, và với một cái mặt số rất là phức tạp như thế này thì làm cho mấy cái kim như là bị chìm nghỉm bên trong mặt số vậy. Và cùng với thiết kế skeleton thì độ hoàn thiện bộ máy được thể hiện đằng trước chứ không phải đằng sau, bởi vì đằng sau chiếc đồng hồ được thiết kế lắp đậy kín và có khác đường vân ghi notch. Khi bắt sáng thì nhìn giống như bông hoa vậy. Ban đầu thì Arnold & Son sử dụng lắp đáy sapphire, có nghĩa là tất cả phần bộ máy phía sau thì đều được hở hết và giúp người dùng có thể quan sát toàn bộ. Nhưng mà hở nhiều như vậy sẽ đi với một vấn đề, đó chính là lông tay. Với những người mà có lông tay rất là nhiều thì khi đeo chiếc đồng hồ này lên, chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ chiếc đồng hồ mà đằng sau lại rất là nhiều lông và trông khá là phản cảm. Phiên bản đầu tiên được giới thiệu năm 2013, phiên bản này năm 2016 thì được trang bị lắp đáy kín. Và với thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ không phải nhìn những sợi lông đó nữa. Vâng, có phần nền nắng trước thì chúng ta có những cái đường vân tia nắng như thế này. Bộ máy được hoàn thiện theo chuẩn Hotei Horogeri, và cái chuẩn này là chuẩn cao cấp nhất của hoàn thiện bộ máy. Chúng ta có hộp cót này được hoàn thiện chảy tia này, những cái bánh răng thì chảy xước theo hình vòng tròn này, những cầu nối được vắt cạnh này, và chúng ta thấy cả vân sọc của Test Day Zenab. Và bộ máy Arnold & Son sử dụng đó chính là bộ máy 1615. Các bạn thấy cái tên ghi ở đây. Vâng, với thiết kế nó quá đặc biệt như thế này thì tất nhiên đây là bộ máy in-house của hãng, được sản xuất in-house hoàn toàn. Và đây cũng là thiết kế độc quyền của hãng, và không có thương hiệu nào khác có thể sản xuất một bộ máy như thế này.
Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ. Tất nhiên là ấn tượng mạnh mẽ nhất của chiếc đồng hồ này chính là mặt số quá phức tạp và độc đáo. Và với thiết kế mặt đáy kín như thế này thì phần mặt sau chúng ta vẫn rất là nổi bật. Không phải nhìn thấy một cánh tay lông lá nữa mà thay vào đó là một vuông nền khá là đẹp. Được thiết kế hình tia nắng. Kích thước 44 mm thì hơi lớn một chút. Có lẽ sẽ phù hợp với những người có cổ tay lớn hơn. Và bên cạnh mặt số thì một điểm ấn tượng đó chính là cái đúng chỉnh giờ, góc 6 giờ. Nếu người xung quanh không để ý thì họ sẽ tưởng rằng chiếc đồng hồ này không có đúng chỉnh giờ và sẽ hỏi bạn làm thế nào để chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ này. Và chiếc Adolescent Time Pyramid có mức giá chính hãng là 40.000 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên đến với giá bảo luxury, các bạn có thể nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.